Vâng, xin chào quý vị khán giả của kênh Du Thuyền Việt. Rất là vui được gặp lại mọi người. Và hôm nay tôi muốn mang đến quý vị các bạn một món quà đặc biệt. Chúng ta sẽ cùng đột nhập một siêu du thuyền của một cầu thủ nổi tiếng thế giới. Đó là siêu du thuyền Riva Argo 90 của cầu thủ David Beckham, vốn tốn rất nhiều giấy mực của báo chí trong năm vừa qua. Và trước khi bước chân lên du thuyền đập hộp khám phá thì chúng ta hãy tìm hiểu xem tại sao cầu thủ David Beckham lại chọn du thuyền Riva Argo làm một cái nơi nghỉ dưỡng, một hòn đảo riêng cho gia đình mình nhé. Riva 90 Argo là du thuyền mới, một trong mẫu du thuyền mới nhất của tập đoàn Ferretti, được xuất xưởng năm 2021 và nó được lấy tên là Argo. Ngay sau đó đã trở thành một mẫu du thuyền đầu tiên trong lịch sử và lập tức giành vị trí huyền thoại ngay sau khi được hạ thủy. Huyền thoại và cách tân đã được hòa trộn trong Argo, và cái tên mà hiện nay không chỉ thuộc về con tàu biển cổ xưa nhất mà còn thuộc về mẫu du thuyền mới nhất và hấp dẫn nhất, Riva 90 Argo. Vâng, chúng ta đang hiện tại đang ngồi trên chiếc du thuyền 90 Argo của David Beckham, một cầu thủ rất nổi tiếng, đúng không ạ? Vậy cái chiếc du thuyền này nó có cái gì đặc biệt để khiến cho David Beckham lựa chọn? Vâng, đầu tiên quý vị có thể các bạn thấy là khu vực sàn bơi. Chiếc mẫu thuyền này là một trong những mẫu thuyền có sàn bơi rộng nhất trong phân khúc với 6,5 m². Và điều đặc biệt là tất cả các chủ thuyền đều mê mẩn đó là cái garage phía sau. Đấy. Mở cửa garage lên, chúng ta sẽ có một không gian để chứa rất nhiều đồ chơi. Và đặc biệt garage này nó đủ lớn để chứa được một chiếc jet ski Quiriam 395 và thêm một chiếc jet ski nữa, thêm luôn một em Seabob nữa. Đấy, rất nhiều đồ chơi có thể mang theo. Và đây khu vực phía sau, quý vị các bạn có thấy không ạ? Chúng ta sẽ đập hộp từ từ, khám phá từ từ nhé. Xem là vợ chồng David Beckham và các con sống trong một không gian như thế nào. Đấy. Phía sau chúng ta có một chiếc cockpit, có một chiếc bàn ăn. Có thể bàn ăn và nước ở đây. Bàn độc quyền Riva, mọi người thấy không ạ? Đấy. Rất đẹp luôn. Rất đẹp luôn. Nào, chúng ta sẽ cùng nhau đi sâu vào bên trong để khám phá. Từ phòng khách phía sau đến phòng khách bên trong là một cái thế giới hoàn toàn khác biệt, mang lại những điều kỳ diệu và mang lại sự thoải mái tột cùng cho chủ nhân. Chúng ta cùng xem nhé, nó thoải mái thế nào nhé. Không thể lẫn vào đâu được, đó là mùi của Riva quý các bạn ạ. Tất cả các du thuyền Riva là du thuyền không dùng dành cho tiệc tùng, nên là nó có một cái mùi hương rất tuyệt vời luôn. Bước vào phòng khách, chúng ta có một cái phòng khách rất là lớn luôn. Đấy. Rất phòng khách được ạ. Đây. Dưới sàn thì là để trên trần gỗ này. Gỗ Riva luôn. Đây đi, mọi cái chi tiết của Riva đẹp đến từng mm. Phòng khách được trang bị hai cái đèn wrap nó đen rất đẹp. Đây một đèn, kia là một đèn. Đó. Và đứng đây chúng ta hiển nhiên rồi, chúng ta có một cái view 360 độ luôn, hai bên. Đó. Đẹp quá quý vị bạn ạ. Anh Bách này anh cũng biết chơi đấy. À đây, anh Bách em năm số Protagonist 127 của tập đoàn Ferretti đã có hình ảnh của anh Bách không? Yeah. Đấy. Và chủ nhân cũng rất là tinh tế khi mà chọn một cái bàn bữa ăn này. Đó, rất là phong cách, rất phong cách. Mà lại chỉ có hai ghế ngồi đấy nhá. Một cặp đôi. Đấy, một người ngồi đây, một người ngồi kia, ngồi xa nhau ăn. Ở Tây, người nước ngoài người ta có một cái phong cách là gì? Là ai ăn của người đấy mỗi người một đĩa, cho nên có thể ngồi xa nhau này được. Thế còn Việt Nam ta thì hay là một mâm gắp chung, đúng không ạ? Rồi. Đúng là nghệ sĩ đúng không ạ? Cầu thủ và nghệ sĩ. Nên là trên thuyền bước lên cái có cây guitar ngay. Nào, chúng ta đi vào trong khám phá không gian bên trong. Cái vách tường này, giữa là tivi rồi, ở dưới thì là lò vi sóng rồi. Cửa bên kia là cửa đi vào khu vực bếp. Cửa khu vực bếp và xuống khu vực ở của thủy thủ. Thôi, chúng ta các video trước chúng ta khám phá nhiều rồi, hôm nay chúng ta chỉ khám phá không gian chính nhé, để xem vợ chồng David Beckham sống ở không gian như thế nào. Xin mời quý vị các bạn.
đi thẳng từ phòng khách vào là phòng ngủ trung tâm. Đây là phòng ngủ của chủ nhân quý vị và các bạn ạ. Đẹp quá. Mọi người thấy đẹp không? Cửa sổ hai bên rất là rộng. Còn phòng này thì 100% rồi. Là ốp da. Da đầu giường này, da trần này, da xung quanh. Quá đẹp luôn. Bàn làm việc, bàn trang điểm. Đấy. Wow. Còn phía bên kia thì chúng ta có một cái ghế để nằm ngồi nghỉ. Đấy. Bên này chúng ta có một cái tivi. Và toàn bộ không gian sinh hoạt, vệ sinh được bố trí ở bên dưới. Chúng ta đi 5 bậc cầu thang sẽ xuống. Vâng, xin mời mọi người. Cái tay nắm cửa Riva nhìn cũng sướng. Đấy. Ui ôi. Đúng là không gian nhà tắm của chủ nhân. Rộng quá. Đấy, phòng tắm này. Đấy, phòng tắm độc lập hoàn toàn luôn. Rất là rộng. Đấy. Có cái khoang để đồ. Thế gọi là bên ngoài này là lavabo và hệ thống bồn rửa. Rất là đẹp các bạn. Có nhiều tiền thật là sướng luôn quý vị bạn. Chúng anh em ta cố gắng phấn đấu và kiếm thật nhiều tiền nhé. Mỗi người tậu được cái du thuyền này tuyệt vời luôn. Đấy. Chúng ta đi tham quan không gian tiếp theo. Đây, đây tủ quần áo. Trời ơi, đây một cái không gian để đồ quần áo đặc thù của Viva. Đấy, phòng thay đồ. Tuyệt vời đúng không ạ? Tại sao mà Riva 90 Argo nó lại khác biệt với các du thuyền khác? Nếu như các siêu thuyền khác thì sẽ chỉ có một phòng master, tức là phòng chủ nhân là phòng to nhất, rộng nhất. Nhưng mà 90 Argo lại có thêm một phòng ngủ VIP nữa. Bởi vì phong cách của 90 Argo là gì? Là khách được đối xử như chủ nhân. Thế là chủ nhân có thể tiếp khách VIP ở đây. Và khách VIP có cái cảm giác như là chủ nhân thực sự có đủ tiền. Đấy. À, bên kia là phòng thay đồ rồi, còn đây là phòng vệ sinh. Thì mọi người sẽ thấy là phòng vệ sinh cũng sang trọng không kém gì phòng vệ sinh của chủ nhân cả. Vâng, phòng ngủ thứ ba dành cho khách nó nhỏ hơn một tí nhưng mà cũng toát thân lên sự sang trọng. Đấy, ốp gỗ 100% các bạn ạ. 100% là ốp gỗ. Đấy, các cánh tủ như thế, gỗ kiểu Riva nên là rất là bóng và đẹp. Vệ sinh cũng thế, đẹp quá. Còn phòng thứ tư, đấy, phòng này chắc là dành cho con trai. Phòng dưới kia dành cho con gái. Rồi, chúng ta lên khám phá tiếp các không gian khác. Vâng, còn đây là không gian buồng lái của Riva 90 Argo. Rất đẹp đúng không ạ? Đấy, ghế lái màu đỏ, toàn bộ nội thất mang phong cách màu đỏ và vô năng cũng được bọc da màu đỏ. Quay trở lại phòng khách, quý vị các bạn có thể nhìn thấy đây là toàn bộ những nội thất ở phòng khách này. Thì đều là đồ rời và có thể di chuyển được, có thể bố trí sắp xếp lại theo hoàn toàn theo ý của chủ nhân. Và xin thưa là tất cả đây đều là những thương hiệu nổi tiếng của Ý. Đúng ra là tôi sẽ dẫn quý vị các bạn tiếp tục cái tham quan những không gian tiếp theo, bao gồm là cái hai bên hành lang, sàn tắm nắng ở phía mũi và tầng mái nóc phía trên, đây là tầng thứ 3. Tuy nhiên là đúng lúc này thì trời đang đổ mưa rất là to, nên là quý vị các bạn có thể xem thêm hình ảnh video trên trang web của Du thuyền Việt. Và đến giờ này thì tôi cũng xin bật mí, rất xin lỗi quý vị các bạn là ban đầu là tôi cũng hơi nói dối một chút. Đây không phải du thuyền của David Beckham. Du thuyền của David Beckham là chiếc du thuyền giống y như này, chị em sinh đôi. Đó là chiếc 90 Argo. Và cầu thủ David Beckham đã đặt tên là Seven, chung với số áo của mình. Còn mẫu du thuyền này thì mọi người có thể thấy đúng không ạ? Đây trên bàn đây có những bó hoa tươi thắm rất là đẹp. Vừa mới 2 ngày trước là mẫu du thuyền này được bàn giao cho một chủ thuyền ở Úc, Australia. Và chỉ chờ sau sự kiện này nó sẽ, mẫu thuyền này sẽ chạy thẳng về Australia cùng với chủ thuyền. Oh, 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 oh
Việt Yacht, nhà phân phối du thuyền chính hãng số 1 Việt Nam.